Chúa thiên đàng, cảm ơn cơ hàng nhớ trên phiên vương phong trần than ôi Chúa thương người đến quên mình bơ vơ trốn quê nhà lúc sinh thời. Trên trời sống nuôi trên đời với thánh thần mau kết lời cao sao hóa công đã theo an bài sai con hiến thân mong cứu nhân loại. Bằng tiếng thơ vô biên hát vang lên bằng tiếng yêu con tim cất cung đàn mừng ánh lửa mênh mông hát vang trời nhà khúc mùa đông. Kính thưa quý vị, đêm nhạc hội mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề Đêm Thánh vô cùng đã khép lại. Chúng con xin cảm ơn sự tham dự của quý khách và bạn bè gần xa. Để có được thành công trong đêm nhạc hội hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, khích lệ của Cha Quản sứ, Hội đồng Mục vụ Giáo sứ, các giáo họ và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Ban Kiến thiết và Ban Âm thanh Ánh sáng của Giáo sứ. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của gia đình anh chị Trúc Hải, gia đình bà Trinh, anh Việt, chị Hường, Giáp Nam, gia đình ông bà Nghiêm Hiệu và công ty Trịnh Sự Kiện, cùng bạn bè và đối tác Âm thanh Ánh sáng của anh Trịnh, xưởng cơ khí Cao Cần và cửa hàng điện tử Thủy Năng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà mạng Viettel Nghệ An đã hỗ trợ đường truyền Internet trong đêm nhạc hội Giáng sinh từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó là màn hình LED Kim Long và Hoàng Khuê Media, Điện lực Diễn Châu và công ty Navuco, các nhà may Minh Nhân, Đức Lành và chị Hương Lành. Chúng con xin hết lòng cảm ơn các công ty, các doanh nghiệp trong giáo xứ cùng quý vị ân nhân xa gần đã rộng lòng ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian qua để chúng con có thể thực hiện tốt chương trình này.
Chương trình được thực hiện bởi tập thể anh chị em ca đoàn Cecilia Giáo xứ Nghi Lộc với sự cộng tác của giới trẻ, huynh trưởng và chi hội Teresa. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị có một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại!